Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel làm đẹp của Hali. Hôm nay thì Hali muốn bật mí với các bạn một mẹo có thể giúp các bạn giảm cân nhanh chóng, đơn giản, hiệu quả tại nhà mà chẳng cần phải tốn tiền mua thuốc giảm cân hay là ăn kiêng kham khổ làm gì đâu. Với cái mẹo này thì sẽ giúp các bạn giảm cân cực kỳ nhanh chóng chỉ sau một tuần thôi, và chắc chắn các bạn sẽ bất ngờ với hiệu quả mà nó đem lại đấy. Hãy cùng Hali theo dõi ngay video này để biết được công thức tuyệt vời giảm cân giảm mỡ đó là gì các bạn nha. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua vì sao mật ong và gừng có công dụng giảm cân. Gừng tươi có công dụng ngăn ngừa các bệnh cảm sốt, thương hàn, ho, giải nhiệt, làm ấm cơ thể. Tính cay, nóng của gừng có thể giúp máu huyết lưu thông, đốt cháy lượng mỡ thừa bên trong cơ thể. Vị cay nóng trong gừng xuất phát từ chất gingerol, là chất có khả năng oxy hóa mạnh, ức chế sản sinh các gốc tự do, làm chậm quá trình oxy hóa mỡ thừa. Vì vậy, gừng được dùng nhiều trong các công thức làm đẹp, đặc biệt đó chính là giảm cân. Khi kết hợp với mật ong lành tính sẽ có tác dụng bồi bổ, điều hòa sự lưu thông khí huyết, giúp cơ thể khỏe mạnh, hoạt động bình thường. Đây thực sự là bộ đôi lý tưởng dành cho những ai đang có ý định giảm cân an toàn ngay tại nhà. Bên cạnh đó, trong mật ong còn có các chất chống oxy hóa, vitamin C và flavonoid. Chất này có khả năng chống lại các gốc tự do hiệu quả, thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa nhanh và an toàn ngay tại nhà. Vậy để đến với công thức giảm cân bằng mật ong và gừng, các bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu chính như sau: 10g gừng tươi, 10ml mật ong nguyên chất, 200ml nước ấm. Nước đun sôi để còn ấm sẽ tốt hơn là dùng nước sôi, vì ở nhiệt độ cao chúng sẽ phá hủy các hoạt chất tốt trong gừng. Cách thực hiện như sau: Bước 1, gừng tươi bạn cạo sạch vỏ, rửa sạch rồi băm nhuyễn. Nhiều người dùng gừng cắt lát mỏng cũng được, nhưng cơ thể sẽ không hấp thu được hết chất dinh dưỡng. Vì vậy, tốt nhất bạn nên xay nhuyễn gừng ra để áp dụng công thức này, giảm cân đơn giản hiệu quả nhất bạn nhé. Các bạn có thể xay nhuyễn gừng bằng một máy xay sinh tố, hoặc là cho vào trong nước ép, rồi ép lấy nước cốt và riêng phần bã và phần nước ra các bạn nhé. Bước 2. Cho gừng tươi đã xay vào nước ấm rồi khuấy đều, tiếp tục cho mật ong vào khuấy tan. Vậy là bạn đã có thể sử dụng được hỗn hợp giảm cân bằng mật ong và gừng rồi đấy. Với công thức này, các bạn nên uống mật ong và gừng vào lúc bụng đói sẽ giúp tăng hiệu quả giảm cân. Buổi sáng, buổi trưa và buổi tối trước khi ăn 30 phút thì bạn nên uống một cốc nước gừng với mật ong. Kiên trì thực hiện cách này mỗi ngày trong khoảng nửa tháng, bạn sẽ giảm được một số cân nặng đáng kể đó nhé. Hiệu quả sau nửa tháng giảm cân bằng gừng và mật ong. Tùy vào cơ địa, bạn có thể giảm được khoảng 10kg trong nửa tháng uống gừng mật ong. Cơ thể khỏe mạnh, cải thiện được các triệu chứng như tay chân lạnh, cảm sốt thông thường. Làn da sẽ săn chắc và thon gọn trông thấy. Da dẻ hồng hào, mịn màng, ngăn ngừa mụn và các vấn đề lão hóa. Kiên trì dùng mật ong và gừng, bạn không chỉ sở hữu vòng hai như ý, mà còn cải thiện được tình trạng nám da, tàn nhang và thâm mụn hiệu quả. Giảm cân bằng mật ong và gừng là phương pháp tự nhiên nên cần thời gian để phát huy công dụng. Cuối cùng là chúc các bạn kiên trì áp dụng công thức giảm cân bằng gừng và mật ong thành công. Trên đây Hali đã bật mí với các bạn một mẹo giảm cân cực kỳ đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả ngay tại nhà. Các bạn nhớ kiên trì áp dụng theo những gì Hali chia sẻ để đạt được hiệu quả tốt nhất nhé. Và nếu như bạn yêu thích kênh của Hali thì đừng quên nhấn vào nút like, subscribe cũng như là nhấn vào nút chuông thông báo để nhận được những video đầu tiên khi Hali ra video mới nhé. Cuối cùng là xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip lần sau. Bye bye!